Review cho quý vị một căn nhà 41m² thiết kế và xây dựng độc lập cuối khu đô thị Đô Nghĩa, gần với trường đại học Fendica, gần với lại ngã tư Lê Trọng Tấn, Hà Đông. Từ vị trí căn nhà này xung quanh ngập tràn tiện ích ăn theo khu đô thị Đô Nghĩa, cho nên quý vị được hưởng toàn bộ những cái cơ sở vật chất hạ tầng cũng như là những cái tiện ích nội khu của khu đô thị Đô Nghĩa mang lại cho quý vị. Với căn nhà này, hướng nhà là Tây Nam 41m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng, đã vừa hoàn thiện xong hết, có thể dọn đồ về ở ngay. Thông số nhà hướng nhà Tây Nam và cái mặt tiền của ngôi nhà là 4m, được xây dựng độc lập duy nhất một căn. Với cái căn nhà này cách với trục đường ô tô đi lại nó khoảng tầm 100m mặt ngõ, tuy nhiên không phải là cái ngõ này, nó ngõ cụt nhưng nó không phải là căn cuối cùng nha mọi người. Và ngoài đã chia sẻ cái vị trí đường hướng giá mặt tiền 4m với cái phần hoàn thiện ngôi nhà chỉnh chu. Cửa chính của ngôi nhà thiết kế hai lớp, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện và bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp nha mọi người. Đây, với cái phần hoàn thiện 41m², mặt tiền rộng cho nên ngôi nhà này khá là thoáng, đồng thời với cái thiết kế cái diện tích rộng ấy thì chia ra phòng khách, phòng bếp riêng biệt. Đây là cái phần phòng khách. Căn nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong và vừa mới dọn dẹp xong thì Ngọc Anh qua quay luôn cho mọi người. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện được lắp đặt đầy đủ. Ở đây là cái móc lắp quạt trần cũng được chủ đầu tư lắp cho mình rồi. Hồ sơ điện nước được lắp đặt đầy đủ. Vị trí cụ thể thì nó ở cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương, nó là thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đi qua từ cái căn nhà này mà đi ra tới khu đô thị Đô Nghĩa thì nó sẽ khoảng tầm bán kính 800m, cách với trường đại học Fenica khoảng tầm 1,5km thôi mọi người ạ. Rất là gần. Và đây là cái phần phòng bếp của ngôi nhà, hoàn thiện rất là chỉnh chu. Với cái tủ thì thiết kế ở đây là tủ gỗ. Đây, đây là cái phần để tủ lạnh nha mọi người. Đó. Và xung quanh bếp thì là ốp kính ốp bếp, mặt bếp ốp đá granite. Đồng thời ở đây phụ kiện bếp được lắp đặt đầy đủ, đi kèm chất liệu inox 304. Theo đúng như hiện trạng của căn nhà này thì quý vị chỉ việc xách vali về và ở, sổ đỏ bàn giao luôn. Giá chào bán của cái căn nhà này hiện tại là 3 tỷ tròn, có hỗ trợ vay 4 ngân hàng. Với cái căn nhà này quý vị có thể vay được tầm tối đa 1 tỷ 8 đến 1 tỷ 9 tiền mặt, phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa là 35 năm, tối thiểu là 3 năm với những cái lãi suất ưu đãi nhất. Ngoài cái phần phòng khách, phòng bếp ở phần tầng 1 thì ở đây còn có một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh đáp ứng cho quý vị công năng sử dụng đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng. Lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà, phòng bếp riêng, phòng khách riêng rất là hợp lý. Tất cả phòng bếp, phòng khách đều được thiết kế hệ thống trần thạch cao. Đồng thời với cái màu sơn chủ đạo của ngôi nhà này là màu trắng. Màu trắng từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 nha mọi người. Cho nên vào cái không gian nhà nó rất là thoáng. Cái diện tích của nó đã là khác hẳn với những cái căn khác rồi, 41m². Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà thiết kế ở đây là gỗ. Và cái phần ngăn cách giữa cầu thang và phần phòng khách thì có những cái vách lam này, rất là hợp lý. 7 vách lam nha mọi người. Đó, về phong thủy thì nếu như bác nào mà quan tâm thì bác ấy sẽ biết. Với cái phần hoàn thiện về cầu thang thì mặt bậc của bậc cầu thang là ốp đá đen cổ trắng. Như vậy Ngọc Anh đã review cụ thể chi tiết đường hướng giá vị trí của cái căn nhà này rồi. Mời mọi người theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Và với cái thiết kế tầng 2 của ngôi nhà này thì chia ra là phòng vệ sinh ở giữa, cầu thang giữa và hai phòng ngủ hai bên. Mời người theo em vào căn phòng ngủ đầu tiên phía bên trong của ngôi nhà này. Đây là cái căn phòng ngủ đầu tiên, cửa sổ thông thoáng mọi người ạ. Đây là cửa thông phòng của ngôi nhà, thiết kế là gỗ. Tất cả các phòng đều thiết kế hệ thống trần thạch cao đầy đủ. Đây là phòng ngủ hướng ra phía mặt ngõ bên ngoài. Như em vừa chia sẻ với mọi người rồi, căn nhà này nằm ở trên mặt ngõ. Ngõ này không phải là ngõ thông, tuy nhiên nó là căn gần với cuối mọi người ạ. Nó cách khoảng tầm 6-7 căn nữa thì mới đến là căn cuối cùng cơ. Và cái căn nhà này ấy, thì nó ưu điểm nhất nó là 41m², nó cũng khá là gần với đường ô tô đi lại, nói chung là giao thông cũng rất là thuận tiện. Và cái giá chào bán cho một căn nhà xây mới 4 tầng diện tích như thế này thì nó cũng khá là hợp lý. Đó, cửa thông phòng đây. Tầng 2 thì là được thiết kế là gạch lát nền kích thước gạch 60, vân đá màu trắng cùng tông với cái màu sơn, hệ thống trần thạch cao, cửa sổ thông thoáng hướng ra bên ngoài, đầy đủ thiết kế hai lớp. Bên ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp và bên trong là đây mọi người có thể cửa sắt sơn tĩnh điện. Đồng thời ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa đều được chủ đầu tư lắp đặt cho mình đầy đủ hết rồi. Phòng vệ sinh ở đây, phòng vệ sinh ở giữa đây mọi người này, đây này, sử dụng cho hai phòng ngủ thì cũng khá là rộng. Đây, đây là phòng vệ sinh ở phía bên trong với cái bồn cầu này, vắt khăn dàn này, hệ thống sen cây tắm nóng lạnh,
lavabo, bàn đá. Nước sử dụng là nước sạch sông Đà và điện lực EVN Hà Nội nha mọi người. Hồ sơ điện nước được lắp đặt riêng biệt công tơ rồi. Mời theo em lên tiếp theo phần tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế tương tự như tầng 2. Như vậy với cái căn nhà 41m² này, thiết kế 4 phòng ngủ riêng biệt, trước và sau đều có tất cả các cửa sổ thông thoáng. Hướng nhà là hướng Tây Nam, giá chào bán 3 tỷ đồng như Ngọc Ánh vừa chia sẻ. Có hỗ trợ vay vốn ngân hàng tối đa là 35 năm, tối thiểu là 3 năm. Với những cái lãi suất ưu đãi nhất và đến từ những ngân hàng uy tín nhất. Đây là phần phòng ngủ ở phía bên trong. Tất cả các phòng ngủ đều có cửa sổ thông thoáng, ống chờ dây chờ và áp chờ điều hòa nha mọi người. Đấy. Thiết kế đơn giản nhưng mà tối ưu cái công năng sử dụng cho mọi người. Đây là phòng vệ sinh ở phía tầng 3. Đây. Đầy đủ hết. Hệ thống sen tắm này, quạt hút mùi này, dây chờ bình nóng lạnh. Và mời người theo em lên khám phá tầng cuối cùng, tầng 4 của ngôi nhà nhé. Đây là phần tầng 4 của ngôi nhà mọi người ạ. Ở đây có một cái ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống cái khu vực cầu thang. Cảm giác ở trên này lên đây nó rất là thoáng. Và trên tầng 4 thiết kế như sau. Đây là một cái khu vực để máy giặt riêng nha mọi người. Đây, sàn thoát nước, ống chờ cũng như là điện. Và đây là phần tiếp theo. Một căn phòng riêng quý vị có thể thiết kế làm phòng thờ, phòng làm việc. Cái này thì tùy công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Ở đây ấy, tất cả các tầng mọi người có thể nhìn thực tế nhé. Đó, là có ban công hướng ra về bên ngoài. Ở trên cái tầng 4 này cực kỳ thoáng, rất là mát. Và với cái phần còn lại của ngôi nhà đó là phần sân phơi, khá là rộng. Đây là phần sân phơi nha mọi người. Đó. Mặt sau là hướng đông bắc cho nên khi mà mở cái cửa này ra nó rất là hút gió mọi người ạ. Với cái diện tích 41m² hướng nhà Tây Nam, giá chào bán của ngôi nhà này là 3 tỷ tròn, bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa về ngôi nhà này thì vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho Ngọc Ánh, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ nhà tốt. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video sau.